Du lịch 360 xin chào các bạn. Những cánh đồng, ngọn đồi với thảm cỏ xanh mướt, điểm nhấn là đàn cừu trắng tinh, chắc chắn sẽ là phông nền sống ảo được nhiều du khách yêu thích. Giữa cuộc sống hiện đại nhộn nhịp đầy xô bồ, con người ta lại có xu hướng tìm về những không gian yên bình, gần gũi với thiên nhiên, bởi vậy mà ngày nay các địa điểm hoang sơ, tách xa phố thị được nhiều người khám phá, tìm đến trải nghiệm. Không chỉ là triền núi cao hay vùng biển lớn mới được người ta lựa chọn để tận hưởng cuộc sống mới mẻ, mà những thảo nguyên ngát xanh hay cánh đồng với đàn cừu trắng muốt cũng mang đến sự thích thú cho hội đam mê xê dịch. Những đồng cừu tại Việt Nam mang nét đẹp rất riêng, nơi sơn thủy hữu tình, nơi hoang sơ bình dị. Cùng đi dọc đất nước khám phá những cánh đồng cừu và hãy cẩn thận vì có thể những địa điểm này sẽ khiến bạn phải chụp hình đến cháy máy. Đồi cừu Gia Hưng, Ninh Bình. Nhắc đến Ninh Bình là nghĩ đến ngay những địa điểm du lịch nổi tiếng như Hang Múa, Tràng An. Chắc hẳn ít ai để ý tại nơi đây còn có một đồi cừu với cảnh sắc thiên nhiên rất thơ mộng. Tọa lạc tại đê Gia Hưng, huyện Gia Viễn, cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 25 km, đồi cừu Gia Hưng Ninh Bình là một địa điểm không quá mới nhưng lại thu hút nhờ vẻ đẹp riêng. Nơi đây vốn dĩ là một bãi cỏ lớn để dùng chăn nuôi cừu của người dân, vẫn chưa được khai thác nhiều về du lịch, nên nét đẹp nguyên sơ của đồi cừu đã chiếm trọn trái tim hội mê sống ảo. Hòa quyện trong cảnh sắc thiên nhiên ấy là dòng sông xanh, chấm phá loáng thoáng sắc trắng của những đàn cừu. Phía xa xa còn là hàng thông rợp lá, đây chính là điểm nhấn khác biệt của đồi cừu Gia Hưng, một nét thơ mộng mà bình yên lạ thường. Hiện tại đồi cừu Gia Hưng là điểm tham quan du lịch rất hút khách tại Ninh Bình, không chỉ có các bạn trẻ đến sống ảo mà còn có nhiều cặp đôi đến đây lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Địa chỉ: Đê Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Giờ tham quan: 8 giờ đến 17 giờ. Giá vé chụp ảnh cá nhân là 50.000 đồng một người. Chụp ảnh cưới là 100.000 đồng một người. Đồi cừu Suối Nghệ, Vũng Tàu. Đồi cừu Vũng Tàu hay còn gọi là đồi cừu Suối Nghệ, thuộc huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh chừng 70 km, rất thích hợp cho những chuyến du lịch ngắn ngày hoặc cuối tuần. Từ một khu đất trống khô cằn, đồng cừu Suối Nghệ đã trở thành một địa chỉ du lịch được các bạn trẻ săn đón với những trải nghiệm về thiên nhiên mới lạ, là tọa độ vui chơi khiến du khách không thể không ghé qua mỗi dịp đến với Vũng Tàu. Những chú cừu ở đây được chăn thả tự nhiên, khoảng 400 chú cừu được thả tự do mỗi ngày. Mỗi chú cừu đều rất sạch sẽ, được chăm sóc cẩn thận. Những cục bông di động trắng muốt này còn rất ăn ý với du khách, tạo nên hàng loạt bức ảnh hữu nghĩ. Địa chỉ: đường số 1, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, Vũng Tàu. Giờ tham quan: 7 giờ đến 19 giờ. Giá vé: 50.000 đến 150.000 đồng một lượt. Đồng cừu An Hòa, Ninh Thuận. Đồng cừu An Hòa tọa lạc trên miền đất đầy nắng và gió Ninh Thuận là một trong số những đồng cừu lớn, mang vẻ đẹp sự hoang sơ kỳ vĩ. Nơi đây được lòng rất nhiều du khách, đặc biệt là những bạn trẻ yêu động vật, thích trải nghiệm cảm giác du lịch mới mẻ, độc đáo. Đồng cừu An Hòa nằm ở huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Giang khoảng 16 km. Đây cũng được xem là đồng cừu lớn nhất ở Ninh Thuận. Trái ngược với khung cảnh nắng gió ngoài vùng biển lớn, đồng cừu An Hòa phong cảnh hữu tình được bao quanh bởi núi non chập trùng với thảm cỏ trải dài cùng những chú cừu tinh nghịch. Đặc biệt nơi đây chính là bối cảnh trong MV Trốn Tìm Nửa Đình Đám của chàng rapper Denvo. Có thể nói đồng cừu An Hòa là điểm đến được yêu thích bậc nhất tại Ninh Thuận. Đến với đồng cừu này, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hàng nghìn chú cừu được chăn thả tự do, được hóa thân thành một người du mục đang sống giữa thảo nguyên xanh mát. Địa chỉ: thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Giờ tham quan: 7 giờ 30 phút đến 17 giờ hàng ngày. Giá vé: 20.000 đồng một người. Doing crazy dreaming.
lịch 360 xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.